Xin chào các bác. Xin mất các bác, đó chính là dòng móc lồng Tiên Duy 12-24 tải cao. Đây là một trong những dòng móc lồng mà được rất nhiều anh em ở trong khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ưa chuộng. Nhất là anh em chạy quặng, Lào, cực kỳ ưa thích. Thứ nhất, giá thành tương đối là mềm. Chassis cũng như là cách đóng của nó tương đối là đẹp. Cũng như là cái chất lượng cấu hình chịu tải nó tốt. Với dòng này là xác 7 tấn thì tải trọng của nó là 32,1 tấn. Sử dụng 3 cánh cửa công đằng sau. Đây là một điều cực kỳ mà các bác tải ưa chuộng để chạy các dòng hàng rời cũng như là nhất là chạy quặng. Cực kỳ là thích cửa công 3 cánh đằng sau các bác nhá. Về đỡ phải chế cháo gì thêm. Bửng cao 80 phân, thiết kế bửng đôi tăng cứng. Và đây là dạng bửng mà có độ dày tôn sóng là 2 ly. Thiết kế cột trụ 18 đó nhá, cột trụ 18. Đấy, cột trụ 18 với bửng rào ép sát. Rất phù hợp cho các bác chạy ấy. Khóa bửng ở giữa. Thường các bác về khóa bửng ở giữa thường các bác cắt đi bởi vì là tương đối là bất tiện, mở khá là nhiều khóa. Bửng rào của nó sẽ là bửng rào mở ngang các bác nhá, bản lề mở ngang nhá. Đó. Dòng này thì nó có chiều cao ở trong lòng thùng tính cả axo là 2m15. Đấy, sử dụng lốp không xăm, lốp 2 đồng tiền. Ký hiệu RR718, cái loại lốp mà chạy đường trường mà các bác rất thích này. Dòng này chạy đường trường cực kỳ ưa, các bác rất thích. Sử dụng 3 nan dọc và mặt bám lốp rất là tốt. Cũng như là cái má lốp bây giờ có dòng 2 đồng tiền ký hiệu 718 này, cái má lốp tương đối là dày. Đó. Đây, các bác có thể nhìn một cách tổng quan của nó thì cái dòng móc lồng Tiên Duy này đóng tương đối là đẹp, hình thức rất là đẹp và cấu hình chịu tải của nó cũng khá là tốt. Ở trong khu vực Thanh Hóa, Nghệ An thì cực kỳ thích cái dòng móc lồng này. Sử dụng biên sàn, có biên sàn 16 thôi. Tuy nhiên là cái chất thép cũng như là cái cách đóng chassis của dòng Tiên Duy này rất là ok các bác nhé. Đó, Apple Bank loại 9 nắp lớn. Đó, cấu trục thì sẽ sử dụng cấu trục FHMI, một trong những loại cấu trục chuyên biệt của dòng Tiên Duy. Và các bác khi mà về Việt Nam đến nay là năm thứ 3, nhưng mà riêng về dòng cấu trục FHMI này thì bọn em cũng chưa phải bảo hành bất cứ một cái cấu trục nào của dòng Tiên Duy. Còn đây là hệ thống cấu trục của nó này. Nhíp của nó nhíp mấy lá đây? 10 lá các bác nhá. 10 lá dày 1,4 phân. Lốp kê to. Hơi này là tổng hơi theo kiểu góc cổ của Mỹ. Cũng như là cái bản mã phanh của nó, bản mã phanh 22cm. Cực kỳ an toàn và nhất là đối với anh em chạy đường đi Lào thì rất là phải cần sự cái an toàn bởi vì đường Lào tương đối là xấu. Đây, các bác nhìn cái cảng nó đóng cũng rất là đẹp này. Chassis. Ở đây là chassis. Chassis bản đứng của nó rồi rộng 50 phân. Bản ngang của nó rộng 1/2. Ở dưới rộng dày 1/4 các bác nhá. Đó. Độ dày chassis là 8 ly các bác nhá. Tương đối là dày, cấu trục chân trống sẽ là chân trống phụ hoa. Chân trống phụ hoa. Ở cổ chúng ta có 1/4. Ở dưới có tắt chống võng dày 6 ly. Đây, các bác nhìn cái đóng đà dầm u của nó rất là dày. Cũng như cái nan sàn ở dưới cũng rất là chắc. Đóng đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cái nan sàn nó đóng rất là đẹp. Vâng, và với dòng lồng Tiên Duy thì ngoài ra bên em còn rất nhiều dòng lồng khác cũng rất là hợp lý cho các bác để chạy những nhiều mặt hàng khác nhau nữa. Các bác nào mà mua lồng Tiên Duy hoặc là các dòng móc khác thì liên hệ ngay cho em Tuấn nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy xưởng em một buổi tà chiều. Các anh đang xử lý công việc để làm sao bàn giao cho các bác một cách sớm nhất các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại toàn thể quý anh chị tại video sau.